们说要跟着那阵风去征服每一座巅峰，然后呢？巅峰之后是什么？他们将我捧上云巅，以让我从头来过。我一意孤行，要让我折服你，我踏入光明，让我无路可走的使我惧怕，反要让他们畏缩。他们一直说个不停，因为他们害怕洪水猛兽，那就比猛兽更凶了，比洪水更滔天，是将到来的终会成功，汹涌而起的终会证明，既然暴风将至，那就去把那些不服的不屈的不可磨灭的非赢不可的通通化成风。这里是我们，xin chào mừng các bạn khán giả của LPL Việt Nam Official, và chúng ta hãy cùng quay trở lại với những diễn biến của giải đấu LPL mùa xuân năm 2022. Những diễn biến hấp dẫn vẫn đang chờ đón các bạn. Chúng ta sẽ đến với một ngày thi đấu mà có được 3 cặp trận. Ngày hôm nay khởi đầu sẽ đấu giữa Thunder Talk và Zidong Gaming. Thì chúng ta sẽ nghĩ rằng Thunder Talk thì họ đã không còn cơ hội nữa rồi, nhưng Zidong thì họ đang tìm cho mình những cái thứ hạng cao hơn và xếp hạng, khi mà phong độ của họ đang có chuỗi 2 trận thắng là cực kỳ tốt. Và cái chuỗi trận thắng gần đây nhất đến từ bên phía của Zidong thì là một trong những cái đội tuyển rất mạnh ở EPL mùa giải năm nay. Victorify cũng đã phải bị đánh bại trước các thành viên đến từ bên phía của Zidong. Thì có thể thấy như cái chuỗi phong độ thi đấu tương đối là tốt dành cho bên phía của Zidong. Và bên cạnh đó, như họ cũng đã chia sẻ, Thunder Talk thì hiện tại không có kết quả thi đấu tốt. Mặc dù họ vừa mới có chiến thắng trước các thành viên, họ không có chiến thắng trước các thành viên của phía Ultraram. Thành tích ở của họ thời điểm hiện tại tương đối là kém ở trên bảng xếp hạng. Thì đây sẽ là một cái cơ hội tốt dành cho phía của Zidong để có được cho mình đó một trận thắng nữa, nâng cao cái chuỗi thành tích của họ lên con số 9, một con số mà tôi nghĩ rằng cũng tương đối là an toàn. Rồi, ngày hôm qua thì chúng ta có một cặp trận, và cái cặp trận đó kết thúc khá là bất ngờ khi mà Victor Gaming, đội tuyển xếp trên so với bên phía của WE, nhưng họ lại bị đá bại bởi WE. Như vậy WE cũng đã có được cho mình đó chiến thắng thứ hai của họ mùa giải năm nay rồi. Đây là một trận đấu mà IG sẽ phải rất là tiếc nuối khi mà họ có những cơ hội để tìm kiếm hy vọng chiếc vé vòng playoff, tại vì nếu như thắng được đó là 5 trận thắng. Nhưng khi ngày hôm qua họ thất bại, bây giờ bạn hãy nhìn bảng xếp hạng, họ chỉ là 49 mà thôi. Họ bị rơi xa khỏi cơ hội tham gia playoff của những đội như là Rantom, như là OMG hay là FunPlus Phoenix. Những đội hiện tại đang có cho mình đó là 6 trận thắng. Đó là một trận đấu mà IG tôi nghĩ sẽ phải xem lại rất là nhiều khi mà họ đã bỏ lỡ cơ hội. Trong khi đó thì Zidong, họ có chuỗi đó là 3 trận thắng khi mà hiện tại đó là 8 năm và cơ hội lên đó con số 9 năm rất là hiển nhiên khi có được trận thắng trước bên phía Thunder Talk. Nếu như thắng trận ngày hôm nay thì bạn thấy rằng thứ tư đang đứng đợi hẳn. Nhiều cái vị trí cao trên bảng xếp hạng thì nó sẽ giúp cho cái giai đoạn playoff sẽ tốt hơn dành cho những đội tuyển. Họ có thể được đánh ở round 3, hoặc nếu thành tích tốt thì họ có thể được đánh ở round 4, ví dụ top 1, top 2 chẳng hạn. Chúng ta cũng có thể thấy như đó là một trong những cái điểm rất là lợi ở trong cái thể thức playoff. Và nếu như bạn nào chưa biết thì tôi cũng xin được phép thông báo, đó chính là bên phía của EPL thì playoff có 10 đội tuyển lận và sẽ đánh từ dàn ngoài. Có thể thấy như những cái cơ hội để có thể vào playoff dành cho những đội tuyển xếp hạng 11 như là FunPlus hoặc Anyone Legend hoặc Ultraram vẫn còn đó mà thôi. Thật ra họ chia cái bảng xếp hạng và thấy là nhìn ở bên trái thì sau đó sẽ là những cái đội được tham gia playoff, còn bên phải sẽ là những đội bị loại. Cho nên với 10 thứ hạng đầu tiên thì bây giờ những cái đội như Rantom, như là OMG hay là FunPlus Phoenix sẽ phải cạnh tranh nhau cực kỳ gay gắt, và thậm chí bạn còn phía dưới đó là Anyone Legend cũng như là Ultraram như Linh vừa nói khi nãy. Trong khi đó thì thật ra những cái đội như là BOG cũng cần phải cẩn trọng nha, tại vì nếu như mà họ thua liên tiếp tất cả trận còn lại thì bạn thấy rằng BOG đang có cho mình đó là chuỗi 3 trận thua với một cái phong độ mà họ gặp một vài vấn đề, họ gặp trận đấu cuối cùng có thể gọi là khó khăn, thì đó cũng có thể là một cái cú vấp ngã biết đâu được bất ngờ đến từ phía của BOG. Nhưng hiện tại thì bạn thấy rằng cái top trên nó đang khá là rõ rồi.
Khi với ba đội đang có cho mình đó trên 10 trận thắng như là Weibo, như là IG, như là Free Fire, đang có cho mình những cái thứ hạng gần như là chắc xuất top 4 cho ba đội rồi. Nhưng vấn đề hiện tại là ở cái vị trí cuối cùng của một trong ba đội sẽ là hạng nhất, hạng nhì, hạng ba như thế nào mà thôi. Chính xác là như vậy. Thật ra những cái đội tuyển như là bên phía của Jindong hay là bên phía của BLG, cái lịch thi đấu của họ ở trong những cái tuần thi đấu cuối cùng thì nó cũng tương đối là căng. Họ cũng phải gặp những cái đối thủ rất là mạnh. Ví dụ bên phía của Jindong thì họ phải gặp EDG, một trong những đội tuyển rất là mạnh nhưng mà đang có cái chuỗi trận thua. Và ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng có thể thấy như những cái đội tuyển khác như BLG cũng có cơ sở để có thể đi tiếp khi mà đối thủ của họ vẫn đang còn đó. Weibo cũng sẵn sàng để có thể đối đầu cùng với bên phía của Jindong ở trong những cái lượt đấu cuối cùng ở tuần thi đấu thứ 9. Và Weibo cũng sẽ có cái cặp trận được diễn ra vào cái cặp trận thứ 3 của ngày thi đấu hôm nay, khi mà đối thủ của họ đang là trong những cái đội tuyển đang có thành tích rất là tốt Top Esports với chuỗi 6 trận thắng liên tiếp. Thì đây sẽ trong những cái sức ép rất là lớn dành cho Sọp cùng với những người đồng đội. Nhưng mà trước hết đến với một vài thông số của Nathan Thoth thì Buffetta là một cái nhân tố đến với đội. Tôi nghĩ rằng Nathan Thoth hoàn toàn có cơ sở để thể xoay quanh Buff và thêm cái đời Yuko cho mùa giải sau. Những cái con người mà có được cái khả năng gánh đội, những cái con người có kỹ năng xử lý tốt, và nếu như cần bạn thể xoay quanh những cái nhân tố như thế này và thay một vài vị trí khu vực đường trên hoặc là hỗ trợ chẳng hạn, nhưng có vẻ như Buff và Sawin đang là một cặp thi đấu rất ăn ý khu vực đường dưới. Có thể thêm một thời gian nữa để cho họ có được thêm cái gọi là khả năng xử lý kỹ năng tốt hơn. Cặp này đã đánh cùng với nhau trong khoảng thời gian tương đối là dài. Đây là một cái cặp mà xạ thủ hỗ trợ cũ đến từ bên phía Convictor Gaming, họ thường xuyên để có thể đánh cùng với nhau. Đó trong cái giai đoạn mà xạ thủ luôn trong những cái điểm yếu có đến từ bên phía Convictor Gaming, khi mà họ mất đi cái sự phục vụ đến từ Zack Killer, chúng ta cũng có thể thấy như đó không phải là cái đường mạnh đến từ bên phía của Invictus nữa. Nhưng đúng như Thảo chia sẻ, tiềm năng vẫn đang còn dành cho cả Sawin cũng như là Buck. Hy vọng họ sẽ trở thành một cái cặp đôi mạnh ở khu vực đường dưới. Rồi hãy cùng xem lại một loạt những cái highlight đến từ bên phía của Thunder Talk ở trong cái loạt trận mà họ đã thất bại trước các thành viên đến từ bên phía của Interam. Ván thi đấu này thật ra chỉ có ván 2 là họ đánh ổn mà thôi, nhưng mà ván 3 thì họ cũng không có quá nhiều những cái sự khác biệt. Có một vài những cái điểm chú ý một chút xíu đến từ bên phía của Thunder Talk, đó chính là cái cách mở giao tranh đến từ Sawin khi mà họ sở hữu cặp đôi Seiya và Rakan tương đối là tốt ở trong gian vừa qua. Ở khoai gian đây thật ra có khá là nhiều đội chọn cho mình những cái khả năng người mở tranh tốt như là Na khu vườn trên, như là hỗ trợ mình thấy những bên tướng mở tốt như là Alista, như là Nautilus hoặc là Rakan. Rừng thì bạn có Shinza hoặc Lee Sin, có nghĩa là bổ sung để có thể có một đội hình giao tranh cực kỳ mạnh. Nhưng chúng ta có một cái vài thứ hạng vừa rồi bạn thấy rằng có rất nhiều đội đang cùng là 8 điểm, khi mà họ sẽ cạnh tranh nhau cái vị trí trên cái bảng xếp hạng rất là quan trọng, đúng không? Tại vì như Linh nói, anh thấy rằng việc mà thi đấu ở round 1 và round 2 nó rất là khác biệt. Bạn có thời gian để có thể xem đối thủ của mình thi đấu một cặp BO5 rất là căng thẳng, rất là quyết liệt để có thể chuẩn bị kỹ càng hơn với những cái bài. Trong khi đó thì tại mùa giải này, khi mà thay LBC thì thật sự phải nói rằng Hớp đang có thể gần như là đảm nhận được cái vai trò gây sát thương tốt của đội hình ở tình thế của Jidong. Bạn thấy rằng KDA của anh ta đang là một KDA rất là cao tại khu vực đường dưới, 5.9 là một KDA có thể gọi là ổn. Lượng sát thương gây ra mỗi phút của anh ta cũng thuộc dạng cao, với hơn 500 sát thương gây ra với 556. Trong khi đó thì đóng góp 25.4% trong cái vai trò xạ thủ là con số tôi nghĩ là tốt tại mùa giải này. Nếu như 25% trong vai trò xạ thủ thì có thể thấy như là cái tỷ lệ chia sát thương thì không thực sự nhiều, nhưng mà đúng như Thảo nói, đó chính là hãy nhìn vào cái lượng sát thương gây ra mỗi phút của anh ta rất là cao. Thì điều này nó thể hiện được trong vòng vừa qua thì đến từ bên phía của Jindong thì cái việc mà gây sát thương nó không chỉ phụ thuộc vào người chơi xạ thủ của họ, mà những cái ngòi nổ khác như là Yagao, như là Kanavi thì vẫn đảm bảo được cái khả năng gây sát thương. Đặc biệt nữa 369, một trong những người chơi đường trên thường hay sử dụng những mẫu chiếc tướng carry đến từ bên phía của Jindong, thì họ phần nào đó có rất là nhiều những cái nguồn sát thương ở trong đội hình này của mình. Và kể từ thời điểm mà Logan hay là Mystic không còn thi đấu trong vai trò xạ thủ đến từ bên phía của Jindong nữa, thì có thể thấy cái tên Hop đã mang lại cái hy vọng đúng với cái lựa chọn của anh ta ở trong gian vừa qua đến từ bên phía của Jindong. Rồi để coi cái thành tích của anh chàng xạ thủ trẻ này sẽ đi tiến xa bao nhiêu cùng với thành tích tổng đến từ bên phía của Jindong. Như đã nói, ở thời điểm hiện tại họ đang có phong độ thi đấu rất là tốt, chuỗi win streak 3 trận thắng liên tiếp, trong đó có một cái loạt trận thắng trước các thành viên đến từ bên phía của Victorify nữa. Thì đó là trong những cái trận thắng phải nói cực kỳ thuyết phục của họ ở những tuần thi đấu gần đây. Tôi nghĩ rằng cái việc mà gây chỉ là 25% thì đúng thật không phải là quá cao. Nhưng có một cái điều nghĩa là cái khả năng chọn đội hình ở tình của Jindong, họ thường xuyên như lên đó, nghĩa là bạn thấy rằng họ chọn những khu vườn trên khả năng carry tốt. Nó không phải một cái dạng như vậy, như khu vườn trên bạn chọn chống chịu giúp cho bạn đội hình sát thương chỉ là hai người là đường giữa và xạ thủ, thì nó sẽ chia cái nguồn sát thương ra đến từ bên phía của 369, đến từ bên phía của
Canavi nữa, vì Canavi anh ta cũng là một ngẫu người chơi rừng mà rất ưu tiên chọn cho mình những vị tướng khả năng. Và thấy rằng solo kill hiện tại của anh ta đang đứng khu vực rừng là đứng thứ hai với 6 điểm solo kill, thì đây là con số nó là cực kỳ ấn tượng với một người chơi rừng. À, hãy cùng nhìn qua những cái mẫu chức tướng đến từ Canavi. Thật ra trong cái ván thi đấu vừa rồi thì anh ta sử dụng những cái mẫu chức tướng để có thể làm tiền đề dành cho những người đồng đội của mình như là Volibear, Javan. Nhưng mà qua đó thì các bạn có thể thấy cái bể tướng đến từ Canavi rất là rộng, đa phần là khá là phù hợp. Chưa kể đâu Redside nữa đang được ưa chuộng ở trong dạng vừa qua với khả năng kết hợp được với cái đội hình của mình. Với theo cái lối lên trang bị đó chính là con Redside sát lực, lượng sát thương vẫn sẽ là có. Còn ngược trở lại, Hop cảm giác đang tương đối là hợp với meta. Hai mẫu chức tướng được ưa chuộng đến từ khu vực của LPL, Aphelios và Zin đều đang nằm trong cái bể tướng thuận tây đến từ anh chàng Hop này. Anh ta đang là người chơi xạ thủ dẫn đầu về cái mặt KDA, nhưng mà giai đoạn đi đường thì không thực sự là vượt trội. Đó là dẫn đầu về hai vị tướng Aphelios và thêm cả đó là con Zin mà thôi. Khi mình thật ra đây là một vị tướng mà gần như là ưu tiên lựa chọn đến từ phía của Hop. Còn một cái vài vấn đề đến từ phía của Zin đồng, có nghĩa là ở trận đấu mà họ thua á, thì nó đến từ cái mặt là xử lý kỹ năng của những người chơi đi đường. Ví dụ như khu vừa trên 369 thì có một giai đoạn khi mà anh ta thật ra xử lý không tốt tí nào cả, cho nên nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Còn bên Zin Dong thì bạn thấy rằng thi đấu 13 trận, họ còn 3 trận nữa ngày hôm nay. Nếu như mà thắng thì tốt thì họ cho mình đó là chiếc vé tham gia vòng playoff, chắc chắn là như vậy. Và ngày 17 đối đầu với lại phía Korea tầm một trận đấu, tôi nghĩ rằng cũng là một trận đấu tranh vé rất là tốt đến từ phía của Zin Dong. Và ngày 20 thì họ sẽ đối đầu bên phía của Weibo để có thể có trận chiến cuối cùng với lại bên phía có đội hiện tại đang đứng ở trên nhóm đầu bảng xếp hạng. Chính xác là như vậy. Hãy cùng nhìn qua một vài những cái thông số đến từ cho cả hai đội tuyển ở trong cuộc đối đầu này. Thì chênh nhau chắc hẳn sẽ nghiêng về cho bên phía của Jin Dong khi mà cái thành tích của họ đang tương đối là tốt hơn. Để coi cái điểm gì đáng chú ý hay không. Thật ra thì đa phần đều là thuộc về cho bên phía của Jin Dong mà thôi. Nó là một cái chỉ số mà tôi nghĩ rằng áp đảo đang nghiêng hẳn về cho đội hình của họ. Điều này cũng tương đối dễ hiểu, nó phản ánh được cái vị trí ở trên bảng xếp hạng đến từ cho cả hai đội tuyển ở thời điểm hiện tại. Nhưng có một cái vấn đề của Jin Dong mà anh thấy rằng khi mà khả năng chiếm trụ đầu của họ không phải là quá cao. Mặc dù có những trận đấu mà họ thắng thì mình thấy rằng hiện tại với việc là bạn có đứng hàng 6, bạn thắng 8 trận, tỷ lệ thắng của bạn là 63% trong tổng số cá bán, nhưng tỷ lệ chiếm được cái trụ đầu chỉ là 41% mà thôi. Thì đây là một cái vấn đề rất là lớn đến từ phía Jin Dong. Khi mà bạn không có khả năng kiểm soát trụ đầu, cái lượng kinh tế của bạn sẽ thua thiệt so với đối phương. Thì nó cũng tương đồng với là cái vấn đề bạn kiểm soát sứ giả vậy đó. Có nghĩa là họ kiểm soát được đó là 45% của cái sứ giả mà thôi. Thì nó cũng có cái sự tương đồng. Thì nếu như Jin Dong đối đầu với những đội mạnh hơn, họ để cho đối phương có được trụ đầu trước, lượng kinh tế nhiều hơn, thì sẽ là cái sự khó khăn cho Jin Dong quyết định. Rồi, để coi quyết định đến từ bên phía của Jin Dong khi mà họ tiếp cận ở trong ván thi đấu này là như thế nào. Xét về mặt nhân sự, rõ ràng họ đang được tuyển chiếm được ưu thế. Về mặt bể chức tướng nữa, chúng ta cũng có thể thấy như là nó không phải là cái vấn đề đến từ bên phía của Jin Dong ở trong dạng vừa qua. 369 thì vẫn có cái bể tướng khá là hợp với meta, Kennen, Gwen và những cái con tướng như Jay cũng đều nằm trong cái bể tướng thuận tay của anh ta. Victor vẫn được sử dụng tốt dành cho Yagao ở khu vực đường giữa và thậm chí Ryan, cái công bài căn bản rồi. Ari thì chưa thấy nhiều đến từ Yagao, chắc hẳn cũng sẽ là một trong những cái vị tướng mà tôi nghĩ rằng không quá khó để có thể tiếp cận dành cho anh chàng chơi đường giữa đến từ bên phía của Jin Dong Gaming ở trong cái lượt trận tiếp theo của họ. Một cái ván đấu bên phía của Jin Dong tôi nghĩ rằng sẽ cần phải làm rất là tốt, tại vì không chỉ là bạn cần trận thắng, bạn sẽ cần những cái ván thắng hay không để có thể có được cái hiệu số tốt so với lại cái đội khác. Tại vì tại LPL thi đấu đó là vòng tròn một lượt mà thôi, cho nên không có tính đối đầu. Khi bạn, trừ khi là cả hai đội bằng điểm bằng hiệu số mà thôi. Nhưng tại LPL thì bạn thấy là cái hiệu số đang có những cái sự phân biệt nhất định, có những cái sự phân hóa nhất định khi mà các đội thật ra rất là khó để bằng hiệu số. Có những đội khi bạn thắng toàn 2-1, nhưng mà họ thua thì họ thua 0-2. Cho nên có những cái đội thì bạn thấy rằng hiệu số mặc dù là trận thắng nhiều hơn nhưng mà hiệu số không phải là quá lợi thế. Thì đó sẽ là một cái vấn đề như kiểu top esports vậy đó. Cái giai đoạn tôi nhớ khi mà họ 4 thắng 4 thua thật ra hiệu số của họ là 0 luôn kìa. Thì có nghĩa là những cái ván thắng ván thua của họ nó không có được những cái lợi thế về việc là bạn thắng hay không, cho nên hiệu số của bạn sẽ thua đối phương. Thì tại LPL khi bạn bằng điểm tính hiệu số, nếu như hiệu số bạn thấp hơn bạn sẽ đứng dưới so với đối phương. Thì nó là một cái vấn đề tại cái giai đoạn vòng playoff khi bạn cần những trận thắng rất là quan trọng để có được cái thứ hạng cao hơn so với đối phương. Để coi kèo thi đấu này thì liệu rằng cái điểm dấn đến từ Yuko khu vực đường giữa có đủ để có thể hòa lấp hay không đây. Đây là mùa giải đầu tiên mà Yuko tham gia ở trong cái giải đấu LPL, thì chắc hẳn là anh ta cũng cần rất nhiều thời gian để có thể hòa nhập. Tôi để ý trong cái giai đoạn có bài chọn thì thường là huấn luyện viên giao tiếp với Yuko rất là nhiều để hỏi xem cái ý định của anh ta là sẽ cố gắng được có thể bích công tướng gì ở khu vực đường giữa. Bởi vì cái gánh nặng về mặt giao tiếp khi mà khác biệt về mặt ngôn ngữ nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến tới thời gian ban bích của bên phía
Thunder Talk ở trong giải vừa qua. Ngược trở lại, đây là một cái mùa giải mà chúng ta có thể thấy Kanavi không bị áp lực về mặt gây sát thương nữa, bởi vì những người đồng đội của anh ta đang tạm thời làm rất tốt. Yagao phù tìm giữa, với lối chơi pháp sư kiểm soát thì anh ta tương đối là thoải mái mà thôi. Thậm chí là những cái kèo chất tướng như lập lăng Akali thì anh ta hoàn toàn có thể khỏa lấp được ở cái giai đoạn đi đường của mình. Một đội hình mà tôi nghĩ rằng cũng đang có được một cái form thi đấu khá là tốt dành cho bên phía của Jindong. Điều này nó khiến cho những cái đội tuyển đang cạnh tranh lấy những vị trí top 6, top 7 thì phải đổ mồ hôi hộp, bởi vì cái khả năng theo đuổi đến từ bên phía của Jindong khi mà cái lịch thi đấu của họ ở trong vòng tiếp theo tôi nghĩ cũng không quá nặng. Họ gặp Thunder Talk nè, sau đó họ gặp những cái đội tuyển kiểu dạng nhắm dưới một chút xíu. Chỉ có một cái trận đấu mà họ phải gặp Weibo ở ngày thi đấu chủ nhật tuần sau mà thôi. Thì đó, có thể thấy cơ hội để có thể kiếm điểm dành cho bên phía của Jindong vẫn sẽ rất sáng. Về mặt lý thuyết thì họ có kiếm được 2 điểm 3 trận, tại vì họ gặp một đội Thunder Talk bây giờ là nằm nhóm cuối cùng bảng xếp hạng rồi, bây giờ nằm ở vị trí thứ 16 thứ 17 rồi. Trong khi đó thì gặp Rayatum thì cũng là một cơ hội rất là cao của họ, tại vì Rayatum hiện tại đang có một cái sự phập phùng về phong độ của họ. Thì cái trận đấu cuối cùng gặp Weibo sẽ có thể là khó khăn. Nhưng trước hết đến với ngày hôm nay, Jindong bên phía đội 1, Thunder Talk đội 2, Jindong cắm vào chọn khi mà họ khởi đầu cắm vào Tryndamere và cắm luôn cả đó Tam Kẹt. Rồi, như vậy chúng ta đang có rất là nhiều cơ sở để có thể xuất hiện những con tướng mạnh như Lee Sin, Xin Zhao hoàn toàn có thể được hở ra. Ngoài ra, Rai cũng là trong những cái con tướng thường hay bị cấm để coi quyết định đến từ một trong cả hai đội tuyển sẽ là như thế nào. Chắc là họ sẽ để ra hai con tướng hạng carry, một bên bích Jin, một bên thì sẽ bích Aphelios, Vigo để có thể nhắm trực tiếp vào Kanavi ở trong lượt cấm thứ hai của mình đến từ bên phía của Thunder Talk. Một cái lượt cấm mà gọi là tôn trọng đối phương rất là nhiều khi hiện tại những vị tướng rừng mà thấy rằng meta có thể là Xin Zhao, có thể là Lee Sin. Nhưng mà Viego bị loại bỏ, nghĩa là có lối chơi đến từ phía của Jindong, họ có thể rất là thích những sự lựa chọn như là Viego thế này. Và Victor cũng bị loại bỏ, nghĩa là đây là hai sự lựa chọn nhắm thẳng vào người chơi chứ không hẳn là meta, tại vì bạn thấy rằng hiện tại rõ ràng con Victor là một vị tướng mà chỉ còn mỗi Yagao khu vực đường giữa chơi mà thôi, tại vì những đội khác gần như không ưu tiên chọn Victor. Nhưng mà Rai là một sự lựa chọn mà khi bạn cắm Victor thì bây giờ con Rai nó còn xuất hiện và nó gần như bắt buộc phải chọn cho phía Jindong. Nó là một cái con tướng khá là cân bằng khu vực đường giữa, bích sớm được, chưa để lộ quá nhiều ý đồ dành cho phía của Jindong. Đồng ý là vẫn có được những cái vị tướng khác để có thể đi đường cùng với Rai, như là lập lăng như Shinra chẳng hạn, thì đã có quyết định đến từ bên phía của Thunder Talk và thậm chí là Ari nữa. Ari kết hợp cùng với Lee Sin được khóa vào sớm dành cho Chapton cũng là một cái sự lựa chọn khá là ổn dành cho đội hình đến từ bên phía của Thunder Talk mà. Và chưa kể ván thi đấu trước, ở trong những cái ngày thi đấu trước thì Yugo cũng đã sử dụng vị tướng Ari này khá là tốt. Như vậy quyết định đến từ bên phía của Thunder Talk là cướp đi những con tướng tốt hơn ở trong những cái sự lựa chọn còn sót lại. Ví dụ họ ưu tiên Lee Sin chứ không phải là Xin Zhao, họ ưu tiên Jin ở khu vực dưới chứ không phải là Velas. Và tôi nghĩ rằng hiện tại đường giữa vẫn còn khá nhiều sự lựa chọn, cho nên nếu như ở lượt 3 sẽ chọn cho mình đó là hỗ trợ cũng được. Trước hết thì họ chọn cho mình đó là một vị tướng đi rừng, khi mà đối phương chưa có rừng họ chọn xạ thủ khi mà họ muốn cướp đó là Jin để lên cấp độ 2 trước ở khu vực đường dưới sẽ có được cái lợi thế giúp cho bạn khả năng đi đường tốt hơn. Và nếu như cần bạn có thể chọn hỗ trợ để khả năng đi đường tốt ở khu vực đường dưới và tạo cái lợi thế, tại vì bây giờ đường giữa như Linh vừa kể trước đó còn lớp lăng, còn luôn cả đó là Ari, thậm chí chọn vác sức khu vực đường giữa cũng được để có thể có khả năng đi đường tốt với lập con Rai như thế này. Thì rất nhiều sự lựa chọn dành cho Yuko ở khu vực đường giữa. Trong khi đó bên phía bên kia thì Jindong họ đang muốn một đội hình mà có thể gọi là đảm bảo sự an toàn cho hớp khá là nhiều, khi con này sẽ là con Rai chống chịu và thêm cả đó là một con Trash để giai đoạn về sau với cái lồng đèn giúp cho con Aphelios có khả năng bắn tốt hơn. Với cái giao tiếp này có lẽ họ đang muốn bích mid trước chứ không phải bích hỗ trợ. Nếu mà bích đường giữa trước thì có lẽ lượt cấm phê 2 sẽ bị cấm những con tướng như là Nautilus hoặc là ui. Nhưng quyết định này đến từ bên phía của Thunder Talk là họ ưu tiên khu vực đường dưới dành cho Sawin. Lulu khu vực đường giữa thì xác suất cũng có nhưng mà nó thấp lắm, đâu đó khoảng chừng vài phần trăm mà thôi. Tôi nghĩ Yuko sẽ đánh những con tướng mà kiểu dạng pháp sư kiểm soát khác thì nó sẽ tối ưu hơn. Lực cấm phê 2 đến từ bên phía của Thunder Talk, họ tiếp tục nhắm vào 369 với những vị tướng thuận tay của anh ta. Cấm đi cho mình đó con dây này nè. Còn nếu như muốn cấm đi con tướng khỏe khu vực đường trên mà không cần tài nguyên thì có thể cân nhắc tới Ray ở khu vực đường trên dành cho 369 cũng được. Nhưng mà phải nói rằng khi mà bên phía của Jindong họ lộ cho mình đó là cấp độ khu vực đường dưới sớm mà con Crash đi đường như đoạn đầu không phải là quá nhiều áp lực, tại vì dù sao Jin có khả năng lên cấp độ 2 trước so với đối phương. Với sự hỗ trợ đến từ Lulu khả năng bắn và trao đổi sát thương tốt hơn so với là con Aphelios, tại vì khi bạn kích hoạt được cái nhịp độ giai đoạn khu vực đường dưới, tâm bắn của Jin sẽ vượt trội so với là khả năng bắn đến từ con Aphelios, tại vì Aphelios chọn cho mình khả năng khá cao so với nhịp độ chết ở sao là bạn. Đó là cái sẵn sàng tấn công. Hoặc có một vài người chơi chọn trong cái đường tốc có khả năng hồi phục khu vực đường dưới. Thì nó tùy vào sự lựa chọn mà thôi. Cho nên
sẽ có lợi thế dành cho con Jin với sự hỗ trợ từ Lulu. Và như vậy là không phải Ahri, không phải là con LeBlanc, mà là Syndra với khả năng dùng sát thương tốt dành trên phía của Thorthog. Họ muốn chọn một tướng khả năng đi đường cực mạnh ở khu vực đường giữa, đó chính là con Syndra đi đường với là con Rai. Thì đây cũng vốn gì đỡ kèo rất là quen thuộc rồi. Nhưng mà Jindong họ đưa ra những sự lựa chọn, nó phải nói rằng đánh xoay quanh lẫn nhau rất là hiệu quả. Nhưng có một cái điều quan trọng chính là tôi cảm nhận đội hình của họ khả năng mở rất là kém nha. Họ rất ít khả năng mở. Nếu như bạn ép cho một con Hecarim để thể tự băng vào trước thì những cái sự hỗ trợ cho anh ta gần như là rất là hạn chế. Một con Rai để bước lên mở cũng không phải là dễ dàng. Thì những cái sự phối hợp với chiêu thức đội hình đến từ phía Jindong có vẻ như họ sẽ cần một cái kỹ năng đi đường của mình nó rất là mạnh mẽ. Tầm hơi ngắn đến từ bên phía Jindong ở những mẫu chiếc tướng mà họ đang sử dụng. Có thể thấy như cái khả năng bày giao tranh tốt nhất thì đến từ cái việc mà Hecarim của Kanavi sử dụng cái bóng ma kỳ sĩ của mình để có thể áp sát. Đó là cái cách trực quan nhất, còn không thì họ phải viện vào những cái tình huống đột biến đến từ cú án tử của Missing với con bài Tress. Còn ngược trở lại thì đội hình đến từ bên phía của Thunder Thought cảm giác như khi mà họ khóa vào Syndra dành cho Yuko ở khu vực đường giữa này thì họ sẽ muốn thiết lập một cái thế trận tốt dành cho người chơi đi rừng của mình. Hãy nhìn về những mẫu chiếc tướng đến từ bên phía của Thunder Thought. Ví dụ từ khu vực đường giữa xuống khu vực đường dưới, nếu như muốn đẩy, họ hoàn toàn có thể làm được với kèo chất tướng súng phóng lựu của Puck ở khu vực đường dưới. Chưa kể ở khu vực đường giữa nữa, spam kỹ năng đến từ Yugo thì nó sẽ tạo ra một cái khoảng trống rất là lớn dành cho Jackson để có thể khai thác thậm chí là rừng của phía đối phương nếu như có góc đẹp, còn không thì anh ta sẽ là người chủ động hơn ở trong những cái tình huống kiểm soát cái lượng kinh nghiệm đến từ con cua. Đường trên là một cái đường mà tôi nghĩ rằng hơi vất vả khi mà Gangplank là sự lựa chọn cuối cùng. Vất vả ở đây đó chính là anh ta phải liên tiếp phải đối đầu với cái việc mà bị đẩy lính vào công trụ, bởi vì cái khả năng đẩy đường đến từ Ray ở những cấp độ đầu tiên rõ ràng là đang tạm thời nhỉnh hơn, và liệu rằng những cái tình huống đàm phán đến từ Neil sẽ giúp cho anh ta có được lợi thế trong tình huống trao đổi chiêu thức hay không, khi mà khả năng hồi phục đến từ con Ray của 369 với bước chân thần tốc vẫn sẽ là cao. Và nói với đội hình của Jindong là đội hình thiếu khả năng mở tại vì họ chỉ phụ thuộc vào chiêu cuối của Hecarim, thì trở ngược bên phía bên kia đội hình thoát đội hình rất kém khả năng mở. Và khả năng mở của họ phụ thuộc rất là nhiều vào chiêu cuối mùa đại bác đến từ gần lần sẽ đi. Nếu như họ muốn tấn công thì bây giờ làm sao để họ giữ đối phương lại được? Chỉ có thể làm choáng từ Syndra, nhưng không bao giờ mà Syndra theo đối mặt hai bên trực diện làm choáng được cả. Phải như tình huống mà làm chặn khởi đầu đến từ cái chiêu cuối của Gangplank để có thể đối phương bị giữ lại. Sau đó bạn có thể chọn một bồi thêm có làm choáng vào và sát thương tầm xa đến từ con Jin. Có thể cho mình trang bị thứ hai là đại bác liên thanh để có được tầm bắn tốt, kết hợp thêm với cả đó là con Lulu hỗ trợ. Thì đó sẽ là những cái cơ sở. Một bên thì phụ thuộc vào chiêu cuối đến từ Hecarim, một bên thì phụ thuộc vào chiêu cuối đến từ con Gangplank. Thì đây là những cú chiêu cuối có thời gian hồi và đoạn đầu rất là lâu. Thì đó ra bên phía của Thunder Thought và cả Jindong đang hứa hẹn tới một ván đấu mà họ sẽ farm tới giai đoạn về sau, tao đó tầm khoảng hơn 30 phút. Nếu mà trong cái đội hình không như giao tranh mở thì họ sẽ vịn vào những cái cớ để có thể ép giao tranh. Đó chính là những cái mục tiêu trên bản đồ như là hai con sứ giả hoặc là những cái con rồng nguyên tố. Thì đội tuyển nào có một cái thế để có thể di chuyển kiểm soát tốt hơn thì họ sẽ có được cơ sở để có thể mở giao tranh với những cái tình huống làm choáng từ tầm xa của một vài những cái vị tướng của họ đang sở hữu. Rồi, để coi có điều gì đặc biệt đến từ cho cả hai hay không. Chúng ta sẽ có một cái tăng tốc pha đến từ Yuko khu vực giữa chứ không phải là cái triệu hồi Ahri. Đây là một cái sự lựa chọn mà tôi nghĩ là phù hợp bởi vì anh ta cũng không muốn rằng mình sẽ bị đu bám bởi Kanavi với vị tướng Hecarim. Còn có lẽ cũng không có quá nhiều những cái điều bất ngờ nữa. Chỉ là những cái pháp trợ thông thường cũng như cái điểm ngọc tái tổ hợp thông thường mà thôi. Có tình huống đi vào cặp mắt từ Yagao và người ta phát hiện thành công được đó là Yuko. Nhưng mà Yuko thì hình như không biết con mắt đó thì bị góc bờ tường khi người ta đứng bị khuất. Còn bây giờ là con mắt phá đến từ phía của Jindong và phía dưới thì Sawin cũng lại bốc hai người sẽ đứng ở trên sau phía đối phương. Tại vì nhớ nói thì đây sẽ là cặp đôi khả năng đẩy đường rất là mạnh. Với sự hỗ trợ đến từ Sawin chọn cho mình đó là một cái hậu vệ thì mình thấy rằng khả năng đặt sát thương đến từ hai vị tướng này khỏe khu vực dưới. Bên phía bên kia thì Hope đang chọn cho mình đó là cái sản xuất tấn công với khả năng dùng sát thương tốt. Dù sao chăng nữa thì khả năng đẩy đường thì Aphelios cũng tương đối là hạn chế đạn đạo, cho nên họ sẽ phải chơi chậm lại một xíu ở khu vực dưới. Rồi, chúng ta sẽ có cái vòng hình trái ngược. Như đã nói, đội hình đến từ bên phía của Thunder Thought đang có được những vị tướng khá là khỏe ở thời điểm cấp độ 1 ở đường giữa và cả khu vực đường dưới nữa, nên cái sự lựa chọn khởi đầu với một cái vòng rừng trái ngược là cái sự lựa chọn mà tôi nghĩ là khá phù hợp dành cho Kanavi. Nhưng mà bởi vì đây là một cái sự lựa chọn trái ngược của hai người chơi đi rừng nên bên phía của Jindong được phép đánh mạnh ở khu vực đường dưới. Nhưng mà cấp độ 2 đã có sớm hơn đến từ Puck và Sawin, có lẽ như họ phải chờ cho đợt lính thứ 3, đợt lính có xe thì mới có được cơ sở để có thể bật ngược trở lại dành cho Missing cũng như là Hop. Rồi, đây Kanavi sẽ ăn bãi chim và ăn trên tầm nhìn của phía đối phương. Ui, Chieftain đang có muốn tạo ra đột biến à. Lượng máu của anh ta thì không nhỉnh hơn so với Kanavi.
anh ta đang đứng chiếm vào cái bụi và chờ cho một tình huống sơ sẩy của Kanavi. Cú trừng phạt của anh ta đang sẵn sàng và thậm chí là cú vô ảnh cước nữa. Để xem xử lý như thế nào đến từ bên phía của Chieftain khi mà rõ ràng Kanavi cũng có một góc kéo ra rất là thông minh nha. Anh ta thấy Sawi đi vào rồi cho nên đây là một tình huống mà đi bỏ con bùa đỏ rất là hợp lý, tại vì bạn bị đối phương để vào trụ con đường dưới cho nên Sawi sẽ di chuyển vào hỗ trợ. Trước đó thì thậm chí rằng có một con mắt bên phía của Jindong họ cắm một khu vực bùa đỏ, nhưng Chieftain anh ta không đi qua quá sớm, anh ta ăn thịt cho mình đó là 3 bãi cấp độ 3, anh ta mới di chuyển vào khu vực bùa đỏ của đối phương. Và như vậy là tình huống với chất tướng khung đường dưới bạn có lợi hơn, bạn dùng cho mình đất holy xin có khả năng tấn công tốt qua được đối phương và cướp cho mình thành công được ở bùa đỏ. Đó là tình huống xử lý khá là tốt khi mà họ khóa vào Shinda khung đường dưới nữa, và chưa kể là khả năng để đường đến từ Yuko cũng tương đối là ổn. Cặp đôi đường dưới được di chuyển ra đường trước, những ý đồ để có thể tấn công vào khu vực bùa đỏ được triển khai khá là mực đến từ bên phía của Thunderthorpe, và phần nào đó nó cũng đang khiến cho Kanavi hơi bị thọt một chút xíu của cái lượng kinh nghiệm. Đồng ý là Kanavi đang có cơ sở để có thể giải quyết những cái phần tài nguyên còn lại của anh ta, nhưng rõ ràng đây là một trong những cái vòng rừng nó hơi bị thiếu về mặt kinh nghiệm. Lần về nhà này của Kanavi thì anh ta chỉ có được cho mình đó là 5 bãi mà thôi, cũng không thể nào tranh chấp được cho mình đó con cua trên, khi mà đó là một cái động thái ăn rất nhanh. 369 thì đang bị giữ lại ở lane, anh ta chưa có được những cái cơ sở cũng như cái khoảng trống để có thể di chuyển ra và gây sức ép dành cho Shepton. Kanavi đây một tình huống mà chúng ta có thể thấy là hơi bất lợi dành cho chính bản thân của anh ta, di chuyển ra khu vực đường giữa để có thể vừa giúp đẩy lính và vừa hít ké thêm cho mình đó một lượng kinh nghiệm nữa. Đây là giai đoạn thất nghiệp đến từ phía Kanavi, khi bạn thấy rằng thông thường thì bạn ăn cho mình đó vòng rừng 5 bãi vẫn có được đó là một cua thì bạn bị cướp một bãi, nhưng vừa rồi đó cái vòng rừng phải nói gần như là có thể gọi là hoàn hảo cho phía Chieftain. Bây giờ thì khi mà con cóc của đối phương vừa hồi, rõ ràng Kanavi cũng đọc được đối phương ăn cho mình đó là cua trên, ăn cho mình đó là con bùa đỏ ở nhà, thì cái bãi của bùa xanh anh ta dọn sẽ hồi con cóc ra. Kanavi cũng kịp thời đọc được tình huống này, nhưng Sawi anh ta cũng biết anh ta di chuyển vào trừng phạt cho Kanavi để phần ở đó ăn cho mình nhanh và có thể di chuyển mình thêm cả là bãi sói. Có chăng là tình huống hơi mạo hiểm từ Kanavi không, khi bây giờ Chieftain đang di chuyển ra rồi và Kanavi không có trừng phạt, không có ăn kịp hay không đây? Để coi quyết định của anh ta sẽ là như thế nào. Trừng phạt 2 của ta đang hồi lại rất là nhanh chóng, mà đó tình huống cố gắng để có thể kéo ra. Chính Thảo cũng đã chia sẻ cái vòng rừng nó khép kín hơn đến từ Chieftain, và đó là một pha xử lý ổn. Và với việc mà khai thác ngược trở lại 2 bãi tài nguyên thì cảm giác như đây là một cái thời điểm mà ổn dành cho Kanavi, anh ta không bị bỏ lại quá sâu ở trong khu vực rừng của mình. Tiếp tục sẽ là một cái khoảng trống nhỏ nhỏ tạo ra dành cho Shepton khi mà anh ta đã không còn tài nguyên, anh ta di chuyển thẳng vào khu vực bãi chim của phía đối phương. Cái điểm lợi đến từ Shepton là anh ta về nhà sâu, nhưng đó tình huống trừng phạt chuẩn hơn đến từ Kanavi, thậm chí là đang trên cấp độ dành cho Kanavi ở thời điểm hiện tại khi mà anh ta đạt được cho mình đó cấp độ 5. Những cái lượng năng lượng đến từ Yagao trong cái tình huống trao đổi vừa rồi nó không nhiều và cũng không có đủ cơ sở để có thể tấn công tiếp dành cho bộ đôi của Thiên Sinh Đồng người mình. Và phải nói rằng cái là tình huống phản ứng từ Kanavi cực kỳ tốt, nhưng khi bạn thấy ta bị mất đi 2 cua, mất đi con bùa đỏ, nhưng ta đọc rất là nhanh vì đối phương ăn cho mình ở bùa đỏ ở nhà, ta di chuyển vào cướp đó là một bãi cốc và thêm cái là một bãi sói, ta cướp là được 2 bãi. Tính về lượng bãi quái rừng thì thật ra ta đang lời hơn so với đối phương, chỉ thua bị thua rồi thôi. Nhưng vừa rồi là pha khi mà Chieftain phải mất thời gian, tại vì anh ta di chuyển qua bãi chi biến dị của đối phương nhưng không cướp được cái gì cả, cướp được một con chi biến dị nhỏ mà thôi, rồi lại phải di chuyển lên phía trên đó là ăn cho mình đó là bãi người đá. Bây giờ chưa có cấp độ 5 nữa từ Chieftain, trong khi đó thì khi mà Yagao hy sinh cho Kanavi, bây giờ Kanavi có thể có cấp độ 6 nhanh hơn so là Chieftain khá nhiều, chưa bao giờ cấp độ 5 có từ sớm Kanavi rồi. Rồi và chưa kể đó, cái áp lực được đẩy khu vực đường dưới nữa, chúng ta có thể thấy một mình sau Win di chuyển vào là không đủ để có thể gây được sức ép. Bất thì đang bị giữ chân ở lại khu vực đường để có thể farm thêm, thì nó khiến cho Kanavi không bị áp lực trong cái tình huống để có thể xâm lăng vào khu vực rừng của phía đối phương ở trong gian vừa qua. Để coi, có lẽ như anh ta cần phải có được thêm cho mình đó ít nhất 3 bãi tài nguyên nữa thì mới đạt được cho mình đó cấp độ 6 ở trong gian tiếp theo. Rồi, áp lực đẩy lính thì bây giờ thuộc về cho bên phía của Jindong ở cả cánh dưới cũng như khu vực đường giữa. Giai đoạn đi đường bắt đầu nghiêng hơn dành cho bên phía của Jindong ở thời điểm hiện tại, khi mà cái lần về nhà vừa rồi của Yagao cũng là có được cho mình đó một giọt nước mắt nữa, thì anh ta sẽ đạt được cho mình đó cái lượng năng lượng đủ đầy. Và có thể thấy như vừa rồi không cần tới 3 bãi, chỉ cần được thêm cho mình đó một cái bãi tài nguyên đến từ khu vực bãi sói. Thật ra anh ta ăn 2 bãi nữa cơ, tính luôn cho mình đó 7 cua trên, thì có thể thấy như cái lượng kinh nghiệm đã vừa đủ để có thể đạt được cấp độ 6. Và thời điểm này thì anh ta sẽ tận dụng điều đó như thế nào đây? Đây là một cái sự chênh lệch của cả hai người trên thị trường. Ăn luôn luôn. Kanavi được nhường luôn đó là bùa xanh. Rõ ràng mọi thứ đang được đổ dồn vào Kanavi để nó có khả năng dọn rừng tốt hơn. Thường thì bùa xanh có thể nhường như Yagao, thì bạn nhìn bây giờ khi mà năng lượng của Yagao đang rất là hạn chế, nhưng có bùa xanh nó phục đường giữa khả năng để đường tốt hơn một xíu. Trong khi đó thì Chieftain buộc phải ăn cho mình con bùa xanh này, tại vì cấp độ 6 nếu không ăn bùa xanh gần như lên rất là trễ từ Chieftain và chưa sẽ được thu thiệt hoàn toàn sau là bên phía Kanavi. Thêm bãi sói nữa, phải thêm bãi sói nữa thì Chieftain mới có được cho mình đỡ cấp độ 6.
thời điểm cấp độ 6 có sớm hơn đến từ Kanavi, nhưng thật ra thì anh ta cũng chưa tận dụng được, bởi vì nãy giờ anh ta đang chú trọng vào việc farm và những khu vực đường thì chưa có quá nhiều sức ép, khiến cho bên phía của Team Đông Gaming thì chưa triển khai được một cái pha tấn công nào cả. 369 lấy được một lớp giáp trụ khu vực trên, năng lượng của ta hơi thấp và vừa rồi anh ta cũng đã lấy được luôn cho mình ở cái chiêu cuối đến từ Neil. Như đã nói, cấp độ 6 đã có đến từ Captain trong tình huống mà anh ta giải quyết được cho mình ở bãi sói. Thì cơ sở để có thể triển khai con rồng này chưa thuộc về cho bên phía bên nào. Tôi nghĩ sứ giả sẽ là mục tiêu tiếp theo đến từ phía Cozidon, tại vì bây giờ khi mà đối phương mất chiêu cuối khu vườn trên rồi, họ đang muốn nhắm vào khu vực đó. Và Neil anh ta đang phải đi về. Một thời gian đi về nó cũng hơi ảo ma một xíu, khi mà rõ ràng năng lượng của anh ta còn, máu anh ta còn, những cái thông tin đó là việc đối phương đang hướng được khu vườn trên và anh ta chấp nhận mất thêm một vài chữ tướng ở khu vườn trên để có được cái khoảng trống là mình sẽ không bị hạ gục. Nhưng bây giờ thì con sứ giả sẽ là mục tiêu tiếp theo mình sẽ di động tấn công, từ đó phương đang tập trung khu vực hang rồng rồi. Rồi, chắc chắn sẽ có cái phương án để thể đáp trả dành cho bên phía của Jin đầu khi mà đó quyết định đến từ Kanami. Anh ta có ý định di chuyển thẳng vào rừng của phía đối phương để có thể khai thác tiếp bãi chim, nhưng bãi chim thì nó chưa hồi lại, anh ta chỉ có thể cướp được cho mình đó bãi người đá, đồng thời điểm đó là gây áp lực dành cho Neil mà thôi. Đúng như Thảo chia sẻ, Neil nếu như cố gắng để có thể rướng ở lại thì rõ ràng đó sẽ là một đúng ban trụ ba thành viên đến từ bên phía của Jin đầu, và cái tác hại đó cũng hơi lớn một chút xíu khi mà Yugo chưa hồi lại cho mình đó phải bổ trợ dịch chuyển nữa cơ. Rồi, khu vực đường dưới thì cái sức ép nó đến từ Captain khiến cho Mission cũng như là Hop không dám đẩy lính lên cao. Và có một cái tác hại vừa rồi của những con Lee Sin farm bãi chi biến dị, nó đến từ việc là bạn sẽ dùng cho mình là thấm mông qua bên phía bên chừa tường để rút ngắn khoảng cách tiếp cận, bên khi đó bạn không đi vào cái bụi, có nhân viên tương bạn bắt phải đi qua bạn sẽ phát hiện được con mắt, nhưng với Lee Sin thì bạn không đi qua cái bụi đó, cho nên bây giờ bạn không phát hiện tầm nhìn của đối phương đang có được cái bụi, và như vậy là anh ta đang bị kiểm soát hoàn toàn ở cánh trên. Trong khi đó thì Yagao cộng với là phiếu Canary ăn cho mình đó sứ giả, thì đây là một cái khoảng lợi tầm nhìn rất là tốt dành cho phía của Jin Dong. Và thật ra cũng đúng như dự đoán ban đầu mà thôi, như nói thì đội hình cả hai bên rất hạn chế khả năng mở, họ không có những pha đánh như ban đầu, với việc là bạn thấy đội hình gần như chỉ thuộc việc pha mà thôi. Bên Jin Dong thì họ có giai đoạn từ sau đó Aphelios thêm cái con Ray rất là khỏe, có lực sát thương, thêm cái chống chịu rất là tốt đến từ Canary với một con Hagrim và thêm cả là con Ray nữa. Còn ở phía ngược lại thì sao, đó là con Jin sửa trộn luôn luôn, đó là Syndra thường con Gangplank. Cả hai bên đều tự tin rằng giai đoạn về sau mình có trang bị hay có thành. Và ở thời điểm hiện tại, cái điểm khác biệt lớn nhất đến từ bên phía của Jin Dong có lẽ như chúng ta phải hướng lên khu vực trên, khi mà cái khả năng đẩy đường tốt đến từ 369 và ta đã tạo ra được một vài những cái khoảng trống để có thể lấy được cho mình ở hai lớp giáp trụ. Hai lớp giáp trụ sẽ là một cái tiền đề tốt để có thể tận dụng cái con sứ giả vừa rồi đang được ăn đến từ Kanavi. Anh ta có thể đẩy lên khu vực đường trên để có thể áp lực về mặt công trình đầu dành cho đội hình đến từ bên phía của Jin Dong. Còn khu vực đường giữa và khu vực đường dưới cảm giác như cái nhiệt độ nó hơi chậm một chút xíu, khi mà những cái đợt lính đi thậm chí là nó chỉ dừng ở cái mức là tiếp cận và trụ bên phía đối phương mà thôi, chứ chưa quá nhiều sức ép. Rồi, Yagao sau khi lấy một lớp giáp trụ, anh ta sẵn sàng cho một pha tấn công ba thành viên lên khu vực đường trên. Một tình huống bọc sâu rất xa, hơi khó dành cho Neil rồi. Neil đẩy chiêu cuối farm lính mà thôi. Đây tình huống bắt buộc phải như vậy. Và có lẽ như đây sẽ điểm hòa gục đầu tiên dành cho đội hình đến từ bên phía của Jin Dong người mình. Một cái thế băng trụ phải nói rằng cực kỳ đẹp đến từ Jin Dong, khi mà họ thiết lập sẵn tất cả mọi thứ một cách gần như là hoàn chỉnh. Kanavi đi lò ra khu vực đường giữa đảm bảo cho Yagao không gặp nguy hiểm, và khi đó thì Yagao có một thêm đối trụ khu vực đường giữa. Để rồi hai người cùng lên khu vườn rơi một cái chiêu cuối đến từ vòng xoáy không gian của con Rai, và đợt tính trước đó được thiết lập rất là tốt từ 369. Và thậm chí là cái con mắt tím vừa rồi đến từ bên phía của Kanavi được cắm ra, nó cũng phát huy được cái độ hiệu quả, bởi vì họ biết rằng Captain đã hết tài nguyên ở cánh trên bản đồ. Và rõ ràng không có Lee Sin ở cánh trên thì không còn người để có thể phòng vệ dành cho Neil. Liu Kang thì bị tính toán cái phép trợ dịch chuyển của anh ta, anh ta biết chắc rằng chưa hồi lại cho mình đâu phép bộ trợ dịch chuyển, và coi như là Neil bị chôn chân ở khu vực đường trên. Cái điểm được đến từ Neil là anh ta kịp đẩy cái chiêu cuối để có thể farm lính thêm một vài những chỉ số mà thôi, nhưng rõ ràng cái áp lực trong tình huống tấn công vừa rồi rõ ràng nó vẫn được hơn dành cho bên phía của Jin Dong. Thế nên có một vài những cái pha gây sức ép gián tiếp khi mà họ đẩy cả Yukan, đẩy cả Captain xuống nửa dưới bản đồ. Nhưng thật ra chỉ là cái skep để có thể khiến cho Hop lùi ra khỏi trụ một tí mà thôi, chứ không có bất kỳ một cái tình huống băng trụ nào được diễn ra đến từ bên phía của Thunder Thought cả. Đang bị tấn công. Ui, thoát được trong cái pha combo vừa rồi. Và đó là cái dây thủy ngân. Chính xác. Cái dây thủy ngân giúp cho Yaga sống sót tình huống vừa rồi, tại vì nếu không có dây thủy ngân có tình huống làm choáng lâu hơn, kết hợp thêm với cái sóng âm chính xác của Chieftain thì sẽ đủ sát thương dành cho phía của Thunder Thought. Nhưng dây thủy ngân cộng thêm cái lượng giảm hiệu không chế, nó giúp cho phía của Yaga sống sót và chỉ mất cho mình đó tốc biến mà thôi. Bên phía anh kia thì Yuko mất cho mình đó bộc lộ sức mạnh. Nhưng bạn thấy bây giờ việc vào con Lee Sin nó gặp khó khăn như thế nào, tốc biến hộ thể nè,
cũng phải nằm. Tiếp tục là một con mắt kiểm soát phát huy được cái độ hiệu quả nhất định và rõ ràng, đó là tình huống vây bắt rất tốt đến từ bên phía của Jindong Gaming. Nếu đó là con tướng khác ham rừng, bạn phải đi vòng qua cái bụi đó để phát hiện. Còn đây là tình huống làm choáng, nhưng cú sóng âm này là cú sóng âm. Ôi, anh có nghe tiếng đó nè, nó có trúng vào một con lính hay là trúng vào cái gì đó, bởi vì nghe cái tiếng sóng âm nó va chạm vào, nó va chạm vào, nó có nhịp đập, nó có những cái tình huống mà gọi là hai bên đã tiếp cận lẫn nhau rồi, kiểu như cái tiếng vỗ lạch bạch nào đó đến từ cái sóng âm đó của Chieftain. Ảo nhờ? Ảo, đúng đúng đúng. Tôi cũng nghe rõ ràng là tôi nghĩ là phá vừa rồi đã tóc biến kịp, nhưng lúc sau nghe xem là replay thì lại nghe được cái tiếng đã có sự va chạm với cả hai bên. Đó là cơ chế à. Ảo thật sự. Nhưng cũng phải nói rằng đây có thể gọi là thiếu may mắn cho Chieftain, nhưng sau đó thì người ta ăn cho mình đó bởi chi biến dị. Và cái điều quan trọng là có ông pha đứng rất lâu đến từ 369 để thời đợi cùng với là Kanavi, và hai người đi vào dứt điểm thành công được, đó là Chieftain mất cho mình đó tóc biến. À, hình như là cái pha đó là cái pha ủa mà đâu có ý lực đâu đúng không ta? Nếu mà có ý lực của Yukan kéo con lính thì nó sẽ khác. Đâu đó là tôi thấy là Yukan nói rằng người ta dùng cho mình bộ sức mạnh trước thôi, anh ta mới có tình huống làm choáng. Chính xác. Thì khi ở góc đó không có lính nữa, tại người ta đứng sau lưng được lính rồi, thì Chieftain chỉ hộ thể là người của Yuko mà thôi. Thì nói chung là một tình huống hơi ảo ma một xíu trong pha vừa rồi. Và Yagao sống, còn Chieftain thì nằm xuống sau đó. À, thật ra thì đó là tình huống ý lực. Sau khi mà tôi dùng quyền trợ giúp của cái điện thoại của tôi thì nó có một cái ý lực đến từ Yukan. Anh ta gấp con lính vào và che vô tình, đó là cái con lính nó che cho cú sóng âm. Tiếp tục làm tình huống khai thác lên đường trên hay sao đây? 369 lướt lên rồi. Yukan đầu tư tốc biến hay không? Vẫn đang cân nhắc đến từ Yukan, và anh ta quyết định đầu tư tốc biến để có thể có một cái bộ combo tấn công vào 369. Một pha hơi suy tĩnh một chút xíu. Chieftain hộ thể, anh ta đang có cái vị trí đứng tương đối là tốt, đá cú độ lông cước đẹp để có thể tự bản thân của mình giải tỏa được cái áp lực. Đỏ chiêu cua đến từ cả Kanavi lẫn Chieftain, và như vậy là anh ta không gặp nguy hiểm với việc là đối phương bốn người di chuyển sẽ không gian muốn tấn công vào bên phía của Chieftain. Còn cái trong cái pha vừa rồi thì Yuka anh ta cũng ôi khoan đã, bốc người ta dính cho mình đó là ok. Có hỏa cốc, Nixon đang bị gây sát thương, đó là một cái lượng sát thương rất lớn. Phúc chủ động tốc biến qua, còn hưng phấn. Ôi, tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp thì nó trật, những lượng sát thương đến từ cái bộ đôi này là quá khủng khiếp. Double kill dành cho Puck, đó là hướng chiếm được cái lượng tầm nhìn trước đến từ bên phía của Thunder Thought, và họ khai thác triệt để vào người của Thresh. Đó là tại sao mà họ chọn cho mình đó Lulu cũng là cả Jin, khi bạn thấy rằng con Thresh mất cho mình đó khá án tử, tại vì họ chọn cho mình đó là thanh tẩy dành cho Puck thêm cái lọc hồng máu cho Sawin. Và khi mà không còn cái án tử nữa, thật ra bỗng nhiên Missing trở nên cực kỳ vô hại, và cái sát thương trả ngược lại từ bóp ai nhìn bây giờ tầm nhìn có trước đến từ thơ thoát để tấn công đến từ phía Missing, người ta bị cho mình đó là một cái lách rất khéo lại mà ta chẳng biết có làm gì cả, tại vì cái sát thương là quá nhiều đến từ bên phía của con Jin bây giờ cầm cho mình đó là cái móc duyệt thủy quái, cái cầm móc duyệt thủy quái chánh chấp thường liên tục vào. Sĩ giả đã thuộc về trong phía của Jin Dong rồi, Kanavi lụm cái tinh thể đến từ sĩ giả. Ván thi đấu đang dần sôi động hơn dành cho bên phía của Thunder Talk cũng như bên phía của Jindong Gaming. Tưởng chừng như đây ván thi đấu mà nó sẽ nghiêng về cho cái sức tấn công của bên phía Jindong với một cái lap đang được đánh giá là nhỉnh hơn. Nhưng mà cái khả năng đi đường đến từ bên phía của Thunder Talk, đặc biệt là khu vực đường dưới, bắt đầu lên tiếng. Đường trên thì họ có thể hơi thua một chút xíu, họ mất đi cho mình đó những cái công trình một trụ khá là sớm. Nhưng vô tình thì nó sẽ tiếp tục tạo khoảng trống để có thể farm tiếp dành cho Neil. Anh ta không hướng lên cho mình đó cái lời nhắc tử vong trước, mà thay vào đó anh ta sẽ hướng lên cho mình đó tam hợp. Một lối lên trang bị nó cũng được, với đây là cái món trang bị được tăng sức mạnh ở trong dần vừa qua nữa. Thì có lẽ lời nhắc tử vong sẽ được hướng tới ở món trang bị thứ hai thì nó sẽ tương đối là tốt. Nhưng ngược trở lại thì Puck đang có được một cái tốc độ tăng tiến sức mạnh quá mạnh mẽ. Anh ta có được cho mình đỡ cú đấm kêu trong cái tình huống vừa rồi. Anh ta đã hoàn thành được xong cho mình đó 100 chỉ số lính đến từ cái lưỡi liềm. Và bắt đầu có một vài những cái sự chênh lệch nhất định về cái lượng trang bị đến từ hai người chơi sở hữu. Bây giờ thì sẽ là một giai đoạn rất là khó khăn cho Shizidou, khi mà cái khả năng mở của họ như nó, nếu muốn tấn công vào Puck dưới sự hỗ trợ từ Sawin và phần còn lại đội hình thì phải nói rằng sẽ cần phải rất là nhiều công cụ của Jindong để có thể nhắm vào người của Puck. Chứ nếu không để Puck bắn thì nghĩa rằng gần như Puck có thể bắn nát đội hình của Jindong. Không thể nào bạn có thể chống trả lại cái lượng sát thương dưới sự hỗ trợ của con Lulu được cả. Bởi vì nếu như bạn muốn tấn công phải đâu phải dưới hơi khó rồi. Vừa đại bác ra dùng cái pha kéo theo được một người, đó tình huống xử lý rất tốt đến từ Neil. Tôi nghĩ là cái pha này anh ta bị hạ gục thì anh ta cũng đã mãn nguyện, khi mà đó là một cái điểm hạ gục để có thể đáp trả ngược trở lại. Một tình huống băng trụ hơi quá đến từ hỗ trợ của phía Jindong Gaming. Bây giờ thì ai cản con Jin này đây, khi mà khu vực đường dưới còn mở hớp mà thôi, bây giờ anh bắt buộc phải lui về.
một đối một cuộc đường dưới là pha tôi nghĩ đổi lời, thì bây giờ cuộc đường dưới vẫn chưa lấy được trụ ở từ phía của Jin Dong. Có cuộc đường giữa họ muốn lấy luôn cả trụ hai và không có ai phòng ngự, cả một mình hớp bước lên bắn chỉ dọn được một vài con lính mà thôi. Trong khi đó là trụ đã mất 1/3 lượng máu rồi. Ở khúc đường dưới vẫn đẩy nhưng mà muốn tấn công. Ôi Yaga giữ lại đó chưa cuối áp sát để có thể tấn công vào Puck. Mặc dù không có hai phép bổ trợ nhưng Puck có Lulu của Sao Win đứng phía sau. Mà ui anh đang dẫn lối chúng được hai thành viên giữ chân khá là tốt. Án tử thành công luôn, không có thanh tẩy. Xạ thủ đến từ bên phía của Thunder Thoát đã phải lên mạng điểm số. Tiếp tục sử dụng cái món ngự hủy diệt đến từ Kanavi để có thể áp sát. Nhưng trong tình huống này thì sẽ là như thế nào? Liệu rằng có mở ra cái cơ hội để có thể tấn công tiếp dành cho bên phía của Jin Dong hay không đây? Chủ động tốc biến sử dụng cái gục cổ ngữ được nâng cấp lên. Và đó là điểm hạ gục tiếp theo dành cho bên phía của Jin Dong. Sứ giả trước đó cũng đã được gọi dành cho Kanavi. Một tình huống thi đấu rất chủ động dành cho Yaga. Và họ nãy giờ đang khai thác cái việc mà đội hình đến từ bên phía của Thunder Thoát chưa hồi lại phép bổ trợ cực kỳ tốt. Một vài những cái điểm hạ gục và đó là cái dịp tấn công có luôn cho mình đâu. Sứ giả sẽ mang lại thêm lớp công trình dành cho bên phía của Jin Dong. Đây là những tình huống xử lý thông tin cực kỳ chính xác từ Jin Dong. Mình thấy nước lên đến từ 369 trúng sóng âm sắp hồi chưa cuối. Một chiêu cuối chưa hồi đến tình viên bắt chính kịp thời để có thể có tình huống dùng sát thương người của Serwin trong pha vừa rồi. Những cái tình huống mà họ xử thông tin rằng đối phương không có phép hỗ trợ, không có thanh tẩy từ bốc, không có tốc tiến của bốc và ta đứng rất là cao tình huống vừa rồi. Anh ta nghĩ rằng mình có sự hỗ trợ từ Lulu để ta tự tin rằng mình đứng lên cao. Thế nên bạn hãy nhìn một pha không có thanh tẩy, bị giữ lại quá nhiều hiệu ứng khống chế đi. Bạn có thể bắn được nhưng bạn phải đứng ở dàn tuyến sau khi đội của bạn bị nhắm vào. Những pha vừa rồi là ta bạn hãy nhìn chính là trên lỗ đến tình phía hấp ở dàn đó là phó trọng trường. Còn sau đó bạn bị giữ lại từ cái án tử thêm cái là băng trưởng vĩnh cũ. Và Yagao rất là bình tĩnh để thể né và thông tin rất rõ ràng. Yuko mất cho mình đã tốc biến ở khu vực cánh trên khi di chuyển lên tấn công vào ngược 369. Và không có tốc biến, hai người không có hỗ trợ nằm xuống cho phao đẩy ở khu vực đường giữa đến từ tiếp Di Đồng và họ gỡ gạt lại hoàn toàn. Bây giờ khi mà cái lợi thế đang đúng án tử nữa, lưỡi hái xoáy có hộ thể. Con rồng nguyên tố thứ ba đang được ăn. Chính xác là như vậy, cái nhịp tấn công thậm chí vừa rồi đến từ bên phía của Di Đồng nó quá mạnh mẽ, khiến cho họ khai thác được rất là nhiều công trình. Rồng thứ ba thì đã thuộc về dòng phía của Thunder Thoát, nhưng họ phải bỏ lại mấy người đây. Một pha nối thùng rất tốt đến từ Điều. Bixin đang hơi bị yếu máu, Điều tốc biến kịp thời thoát qua phía bên kia với 100 máu và anh ta không bị hạ gục. Coi như là tình huống giao tranh và kiểm soát được cho mình đó tài nguyên đến từ bên phía của Jin Dong. Đây là ván thi đấu cực kỳ sôi động khi mà chúng ta thấy rằng con dây này của 369 là con dây sát lực chứ không phải là con dây hồi phục lên theo cái kiểu nỏ tự thủ và cái huyết kiếm. Một lối lên trang bị rất chiến đến từ 369. Anh ta sẽ là cái kiểu dạng dùng sát thương từ bên phía kia không có chống chịu thuận cho nên anh ta không cần chí mạng giữ được bùa đỏ. Giữ được bùa đỏ nhưng sau đó là một tình huống có ôi đỏ là một pha góc rất hẹp và lượng sát thương gây ra bởi Yagao là nhiều. Kanavi di chuyển vào và có được luôn cho mình đó cú double kill, chủ động tốc biến kêu an tử thành công nhưng không còn bổ sung vitamin nữa. Một pha đánh ở góc hẹp và đó cái lượng sát thương gây ra trên diện rộng được tạo ra rất tốt đến từ Yagao. Chiếc tình muốn tạo đột biến cho các pha vừa rồi khi anh ta bạn thấy là anh ta cắm con mắt hộ thể, anh ta muốn một tình huống đá ngược hoặc là hớp hoặc là missing ngược trở về. Những cái tốc độ phải ới từ missing cho của an tử nó khiến cho anh chiếc tình không thể nào làm gì kịp và anh ta bấm cho mình đó là đồng hồ tự động để có thể câu thời gian. Khi ô cốc rất hẹp như vậy bạn thấy rằng bớp không còn quá nhiều lượng máu và anh ta không thể nào bắn được tình huống vừa rồi và đó là pha đánh rất là sai đến từ thương thấp. Bạn thấy đây là pha khi mà rằng họ muốn giữ con bùa đỏ, bạn hãy nhìn của án tử tung ra đúng thời điểm cắm con mắt hộ thể lên đến từ phía của missing đang dựng lối nữa. Biết là anh ta cố tình để có thể có của án tử như vậy nhưng bạn hãy nhìn hớp cái lượng sát thương gây ra của anh ta là quá lớn tình huống vừa rồi. Chúng khi ta được chơi ảnh đang dựng lối chúng vào ba thành viên, nó còn kèm theo cái khả năng áp sát đến từ con rai semi tăng này nữa. Yagao lao thẳng vào với gần như không có bất kỳ một cái áp lực nào cả. Nhưng mà trước đó một cái anh trần dựng lối trúng vào ba người, nó khiến cho cái lượng máu đến từ ba thành viên đến từ bên phía của Thunder Thoát bị rơi vào cái trạng thái đáng báo động. Và đó là tình huống tôi nghĩ là không cần thiết đến từ Septon khi mà anh ta giữ được bùa đỏ rồi. Trong cái bối cảnh là không có quá nhiều cái lượng tầm nhìn đến từ bên phía của Thunder Thoát nữa, họ giao tranh ở một góc thực sự là không đẹp và cái giá phải trả là một loạt những cái điểm hạ gục đã thuộc về dòng phía của Jin Dong. Chênh lệch về tiền bỗng nhiên thuộc về cho bên phía của Jin Dong ở con số rất lớn, một con số hơn 7.000 tiền. Baron đã có trên phía của Jin Dong được khả năng đẩy ở hai đường đường giữa khu vực đường trên, nhưng thật ra phải nói là có lời khen mới xin bây giờ được Yuka không đi có tốc biến nằm không có thành tẩy luôn dịch chuyển để giúp cho bên phía của Jin Dong lấy được giúp đỡ cái trụ mà chưa kể đó cái áp lực đến từ bùa lợi Baron nữa vẫn sẽ tiếp tục được triển khai. Đội hình đến từ bên phía của Jin Dong đang chờ cho cái đợt lính khu vực đường giữa để có thể đẩy vào. Ba thành viên đến từ bên phía của Jin Dong dìu dắt nhau để có thể tấn công lên khu vực đường trên. Trong khi đó bộ đôi xạ thủ hỗ trợ
tấn công đẩy được lính đó ra khu vực đường giữa. Đây một cái thế hơi khó, nãy giờ các bạn có thể thấy bên phía của Thunderfox họ bị khai thác ở cái phép bổ trợ chưa kịp hồi lại ở rất là nhiều những cái vị trí, thì điều này thể hiện được cái khả năng kiểm soát thông tin đến từ bên phía của Jindong Gaming ở trong vòng vừa qua là rất tốt. Vương miệng được kích lên để có thể tạo được áp lực và một cửa mega phút thứ 23 dành cho bên phía của Jindong. Chiêu cuối được đẩy lên khu vực đường trên có lính để có được cho mình đã hai cửa mega cho cái nhịp tấn công vừa rồi đến từ bên phía của Jindong. Mọi thứ là chuẩn xác đến từ Jindong. Bây giờ Yagao bước lên phía trên để tấn công. Yagao có đồng hồ chưa bị đá về, chắc tình bị hở, nhưng ta có tình huống trong bắt tím tốt vẫn lao vào. Yagao vẫn đang cố gắng để có thể câu kéo, anh ta đã nằm rồi. Điểm hai cục đó dành cho Brook. Cái pha này là pha mà thấy rằng sau khi Yagao bị hạ gục đối phương đã lui rồi có thể kích hoạt hơn phương ứng từ Brook, nhưng vấn đề cái việc mà phía của Jindong muốn là cái nhà lính khu vườn trên đã hoàn thành được chỉ tiêu của Jindong rồi. Nó chính đứng đợi cho tình huống chịu sát thương, anh ta rất khỏe nha. Cú quy chính xác kết hợp bắn thường và thêm cả đòn chiêu cuối thì sẽ là khả năng dứt điểm có trên tiết 369. Giáp chưa đến từ cái dây thép gai có lẽ không đủ. Rồi, một ván thi đấu mà chúng ta có thể thấy bên phía của Jindong họ đang tương đối là thoải mái. Có thể thấy như cái pha mà khai thác ở khu vực đường giữa, với việc mà Phúc chưa hồi lại cho mình đó tốc biến và anh ta nằm xuống, khiến cho hai trụ khu vực đường giữa đã thuộc về cho bên phía của Jindong. Và kể từ Sao Win cắm mắt tương đối là kỹ, anh ta đứng sáng vào cái vách đá và khiến cho 369 không có cái lượng tầm nhìn. Nếu như không thì cái bộ combo đến từ Ray ở thời điểm hiện tại, ba món trang bị sát lực được hoàn thành thì tôi nghĩ là một cái khổng hồ hóa là không đủ. Hãy cùng xem tình huống này, một tình huống mà lựu đạn ma hỏa chặn đường rồi con mắt tím nữa đã về góc cũng tương đối là tốt. Đây là một con Rai có khả năng chống chịu chứ không phải là không, nhưng mà dù sao thì anh ta cũng đã bị bắn theo một đòn rướng đến từ Phất và đủ lực sát thương để có thể dứt điểm. Những giai đoạn vừa qua là giai đoạn mà bên phía của Jindong gặt hái được quá nhiều những cái lợi thế, chính là tiền đang nghiêng hẳn về cho đội hình của họ và hai cửa mega khu vực giữa và khu vực trên nữa. Và cái cách đánh vừa rồi từ phía thời pháp là cách đánh mà duy nhất họ thể làm được, tại vì cái điều mà họ cần làm chính là phải giữ đối phương lại bá theo tình huống khi mà họ dùng cho mình thôi, chứ cứ mua để bác từ gần lần để có thể phần đó khép góc đối phương thì đó họ có khả năng giữ được một hoặc hai người, ví dụ như bạn tung ra cái lựu đạn ma hỏa để có thể khép góc đối phương đường về thì bạn mới gây ra sát thương vào. Chứ những cái pha trước đó bạn thấy rằng khi họ ra thua họ đa phần là không có chi cuối từ cùng con gần lần, khi đó bạn không giữ đối phương vào được, đối phương trả hiệu không chế lại bạn không lao vào được, thì đó là những cái khó khăn ở trên việc của thời thoát. Cho nên bây giờ tôi có cảm giác mọi thứ đã là quá muộn rồi. Một pha tranh thắng, một cánh trên, một điểm hạ gục, nó không giúp cho bên phía của Thunderthorpe có được những cái gỡ gạt. Khi đó thì Jindong bây giờ nó cực kỳ khỏe rồi. Họ có khả năng chống chịu đến từ con Rai, có sát thương đầu ra đến từ một con Aphelios thêm cái lần Ray nữa, thì bây giờ đã là 3 trang bị của Ray rồi. Sức ép là lớn nha. Đội hình ở thời điểm hiện tại gần sức mạnh 3 món trang bị đã có rồi. Có chăng là chưa có vô cực kiếm đến từ Hop mà thôi. Một cái tầm hoạt động đến từ dạng súng thiên lý này, và chưa kể là thăng hoa luân đang được tiết kiệm đến từ Hop nữa. Vương miệng được kích lên, áp lực đến từ Mission gây ra đến từ 3 thành viên vừa rồi của bên phía Jindong là nhiều. Đẩy luôn cho bên đó chiêu cuối để có thể vừa cấu rỉa máu và vừa công cái vị trí tương đối là an toàn. Một cửa mega khu vực dưới đang là mục tiêu tấn công tiếp dành cho bên phía của Jindong. Đợt lính mega được dìu dắt đến từ Yagao ở khu vực đường trên và cả khu vực đường giữa nữa, coi như là một tình huống tấn công thành công rồi. Không còn đủ sức để có thể phòng ngự khi mà bên phía của Thunderthorpe quá hạn chế về mặt nhân sự. Họ đang bị chia ra để có thể phòng ngự ở cả ba cánh và đã không còn ở khu vực đường dưới nữa, tiếp tục vây hãm vào những cái trụ nhà chính, cần lắm những tình huống đột biến. Nhưng như Thảo đã nói, sau khi giờ có mà chọn kết thúc, khả năng mở giao tranh đến từ bên phía của Thunderthorpe không thật sự là vượt trội. Họ đang rất mong chờ vào những cái tình huống đột biến đến từ cú nổ long cước của Chieftain. Ở bên cạnh đó là cái khả năng khép góc đến từ cái mưa đại bác của Neil nữa, không đột biến được khi mà đó tình huống giật lồng đèn rất nhanh chóng. 369 lướt để có cái cự ly tương đối là an toàn, vòng xoáy không gian để thể chích sai mà thôi. Chưa có quá nhiều những cái đột biến, Chieftain vừa rồi thậm chí đã phải đầu tư luôn cho mình đó tốc biến, vẫn chưa đá được ai cả. Cái góc đá không đẹp nhiều lắm và Chieftain đang gặp nguy hiểm, có không lồ hỏa nhưng anh ta đã bị dứt điểm bởi Hop. Bắt đầu có ý định để có thể quay ngược trở lại, Phúc không đủ sát thương, mới xin chủ động tốc biến, bị hoa công đến từ Hop nhưng anh ta chưa nằm à không, đó là tình huống đặc quy cuối cùng để đến từ Yuko đã dứt điểm được không. Yagao có hơi máu, anh ta tạm thời lùi về được, có dịch chuyển đến từ 369 lên khu vực đường trên, bị trúng giật bắn. Yagao chủ động tốc biến thoát khỏi tình huống làm choáng, đến từ Yuko quay ngược trở lại đến từ 369, sát thương là nhiều, thổi luôn cho bên đó đạn nổ thần công và dứt điểm được xạ thủ đến từ bên phía của Thunderthorpe. Neil phải về nhà phòng ngự, Mission xin lỗi, Sawin phải về nhà phòng ngự. Những đội hình đến từ bên phía của Jindong bây giờ họ dứt điểm ván thi đấu mà thôi. Nhà chính đang còn trơ trọi, Neil không đủ sức để có thể câu kéo nữa rồi. Chiến thắng ở ván thi đấu đầu tiên thuộc về cho bên phía của Jindong. Một pha tranh mà kéo rất là dài, khi mà đối phương có thể đứng ở xong khu vực nhà của bạn, bạn chẳng biết làm gì cả, vì nó khả năng mở đến từ giữa của Thunderthorpe là cực kỳ hạn chế.
khả năng mở đến từ Jin Dong đã ít rồi, thì khả năng mở của Thanh Bắc gần như là không có luôn. Họ đặt hết tất cả mọi mình vào hy vọng đến từ cú đá đến từ Chieftain. Chieftain đá hết được đó là một người mất tốc biến đến từ phía của Hope, nhưng sau đó thì sát thương là quá nhiều từ phần còn lại đội hình. Bắn chính ta mất máu, ta lui về dịch chuyển trở lại khu vườn trên với sát thương giết được thành công được đó là Yuko. Và thêm cái đó là buff nữa, buff của chiêu cuối của anh ta chính xác hơn người của buff. Buff không thể nào chống chịu được cả khi mà sát thương của anh ta gây ra là không thể đủ khi đối phương có quá nhiều lính cấp trong khu vực nhà của anh ta. Vào phán thắng có thể được xem là khá nhanh chóng khi tôi nghĩ đội hình này có thể bước vào phút 30 đến từ cả hai bên. Nhưng có những pha giao tranh diễn ra một cách rất vội vàng từ thời thoát và họ phải trả cái giá, đó là một ván thua trước Bình Phi Di Động. Chính xác là như vậy, một chiến thắng tôi nghĩ tương đối thuyết phục, tưởng chừng như đã có một vài những cái phương án trước phút 15 thì nghiêng về cho bên phía của Thunder Talk, nhưng không, đội tuyển bản lĩnh hơn vẫn thuộc về bên phía của Jin Dong và họ đã dứt điểm ván thi đấu đầu tiên với một cái khoảng thời gian cũng tương đối là nhanh chóng, 27 phút mà thôi. Và cái lượng sát thương đến từ Chieftain ở trong ván thi đấu vừa rồi là cực kỳ hạn chế, anh ta luôn một trong những cái điểm bị khai thác, có những tình huống mà anh ta nỗ lực, rất nỗ lực để có thể đá một ai đó về, nhưng mà cái khả năng tập trung đến từ bên phía của Jin Dong vẫn là cao. Và vừa rồi là những diễn biến của ván thi đấu đầu tiên. Chúng tôi sẽ quay trở lại khi mà ván thi đấu thứ hai được sẵn sàng.